Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, nhắc tới nhà văn Lê Phương Liên là chúng ta nhớ tới ngay một tác giả đã dành hơn 50 năm gắn bó với sự nghiệp viết sách cho thiếu nhi. Tuy nhiên, ở tuổi 70, nhà văn Lê Phương Liên đã vừa cho ra mắt tiểu thuyết giã sử đầu tay Nữ sĩ thời gió bụi, viết về Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Tác phẩm đã tái hiện sống động cuộc đời nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, một nhà giáo, nhà văn, lương y ở thế kỷ thứ 18, đồng thời dựng lại những gương mặt nhân văn khác trong một thời kỳ dữ dội lịch sử của dân tộc. Nhà văn Lê Phương Liên sinh năm 1951 tại Hà Nội. Bà từng được biết đến với các tác phẩm Câu hỏi trẻ thơ, đạt giải thưởng Bộ Giáo dục năm 1970, Huy chương vì thế hệ trẻ cho hai tác phẩm Những tia nắng đầu tiên và Khi mùa xuân đến. Nữ sĩ thời gió bụi là cuốn tiểu thuyết giã sử đầu tiên của nhà văn Lê Phương Liên. Cuốn sách hấp dẫn độc giả ngay từ những trang đầu tiên với buổi sớm bên hồ Phượng Trì khi nữ sĩ tuổi trăng tròn mê mải đi bài Mai Hoa Quyền. Thông qua 300 trang viết, tác giả đã khéo léo dẫn độc giả theo suốt những thăng trầm cuộc đời Đoàn Thị Điểm và khép lại với những giây phút bà từ giã cuộc đời ở tuổi 43 khi theo chồng, tiến sĩ Nguyễn Kiều đi nhậm chức tham tri ở Nghệ An. Dù ở đề tài dành cho thiếu nhi hay khi thử mình với đề tài văn học mới, nhà văn Lê Phương Liên vẫn luôn kiên định một phong cách sống, viết giản dị, sâu sắc với góc nhìn hết sức nhân hậu. Không chỉ mang tới cho độc giả cảm nhận mới mẻ, mà thông qua cuốn sách Nữ sĩ thời gió bụi, tác giả cũng gửi gắm thêm những thông điệp về lịch sử ý nghĩa. Về cái cách viết tiểu thuyết lịch sử nói chung, thì tôi đã từng là biên tập những cuốn sách của nhà văn Hà Ân, của nhà văn Nghiêm Đa Văn, hoặc là tôi đã từng viết truyện tranh lịch sử. Thì tất cả những cái cách xưng hô, rồi cái không khí, rồi cái văn hóa thời phong kiến là mình không bị xa lạ lắm. Do đó tôi phải tìm hiểu rất là nhiều các tài liệu liên quan, làm nên cơ sở văn học của cái thời đại ý. Cho nên khi bắt tay vào việc này thì tôi phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng gấp 10 lần khi mà viết những cái trước. Nhưng mà sự cố gắng ấy cũng đã thành kết quả. Viết về một người phụ nữ 300 năm trước sống trong lễ giáo phong kiến hà khắc, mang đầy tư tưởng nam quyền là một thử thách lớn. Nhà văn Lê Phương Liên đã tìm ra cho mình cách tiếp cận dân dã mà đầy thuyết phục, đưa người đọc vào chuyến phiêu lưu lịch sử, để rồi đúc kết ra nhiều bài học cho thực tại. Đây cũng là những yếu tố thôi thúc nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã ngay lập tức muốn đồng hành cùng tác giả để đưa cuốn sách tới gần hơn với công chúng. Bên cạnh việc xây dựng nội dung hấp dẫn, thiết kế bìa sách, in ấn cũng được ban biên tập nhà xuất bản Phụ nữ chú trọng và đầu tư để có thể lôi cuốn, thu hút độc giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thì ngoài cái chuyện nội dung thì bìa sách cũng là một trong những yếu tố mà góp phần cho cái tác phẩm nó thành công và đến với độc giả một cách hoàn hảo nhất. Thì chúng tôi khi mà làm bìa lịch sử thì với những người lớn tuổi và có một cái kinh nghiệm nghề nghiệp thì tôi nghĩ là cái đề tài lịch sử nó phù hợp và nó cũng có cái sức nặng nhất định nào đó. Cuốn tiểu thuyết giã sử của độc giả trải nghiệm đầy đủ nhân tình thế thái của một nữ sĩ thời gió bụi đầy xúc động và nhân văn, ghi dấu ấn và tầm vóc ảnh hưởng không hề nhỏ trong nền văn học nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Nữ sĩ thời gió bụi cũng như lắng nghe những câu chuyện hậu trường để cho ra mắt cuốn sách này, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Tổng biên tập của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Xin chào Huyền Phương, xin chào các bạn khán giả truyền hình. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa bà Khúc Thị Hoa Phượng, có không ít độc giả có chia sẻ đó là điều khiến họ ấn tượng đầu tiên của cuốn sách đó chính là tiêu đề Nữ sĩ thời gió bụi. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về tiêu đề này cũng như là lý do mà nhà xuất bản Phụ nữ quyết định cho ra mắt cuốn sách này ạ? Cuốn sách này nó có cái tên là Nữ sĩ thời gió bụi. Thực ra là tác giả thì cũng nảy ra một cái ý, một cái câu thơ ở trong cái Trinh Phụ Ngâm là thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Ở đây thì cũng không chỉ nói về cái nỗi truân chuyên của một người đàn bà tài sắc như bà Đoàn Thị Điểm, mà qua cái chuyện khắc họa cái hình ảnh người phụ nữ ở trong cái thời gió bụi, cũng tức là cũng rất là khó khăn đối với thân phận người phụ nữ, khi mà phụ nữ thì vẫn phải sống một cái cuộc sống phụ thuộc. Thì ở đây bà Điểm đã sống một cái cuộc sống có thể nói là tự chủ rất cao,
của người phụ nữ, tự chủ không chỉ là về cuộc đời mình mà còn tự chủ về học vấn, tự chủ về đường đi nước bước cho chính cuộc đời của mình, và còn tự chủ hơn nữa là bà cũng đóng góp những cái phần cá nhân của mình cho xã hội, cho người dân, cho đất nước. Thì đấy là cái điều mà rất quan trọng mà cuốn tiểu thuyết này muốn hướng đến độc giả. Cuốn tiểu thuyết chỉ nhỏ gọn với 5 chương về cuộc đời đầy biến động của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Bà đánh giá như thế nào về sự chân thực, đầy đủ và trọn vẹn về nội dung của cuốn tiểu thuyết này thưa bà? Tôi thích cuốn sách này ở chỗ là nó đầy đủ chân thực về không chỉ cuộc đời của Đoàn Thị Điểm mà nó nhấn mạnh rất nhiều đến cái phần nữ học ở bà. Đồng thời thì tác giả cũng bằng một cái văn phong, một cái bút pháp nó rất là đoan trang, nó cũng rất phù hợp với cái tính cách của bà Điểm. Đặc biệt thì nó thể hiện được cả một cái chặng đường vươn lên của một người phụ nữ. Đoàn Thị Điểm thì cũng sinh ra trong một gia đình có bố làm nghề dạy học và hoàn cảnh thì cũng không thuận lợi về kinh tế, cho nên là bà cũng được nhận làm con nuôi của một vị quan. Thế sau đó thì vị quan này cũng rất muốn tiến cử bà vào phủ chúa. Nhưng mà đấy chỉ là những cái đầu mối ban đầu thôi. Còn người ta vẫn thấy được ở đây cái sự vươn lên của bà. Ví dụ ở trong dinh của vị quan thì nhà văn cũng khắc họa là bà là một người cũng đã ham học. Từ bé đã ham học, xong đến tuổi trưởng thành có những cái điều kiện được tiếp xúc với học vấn ở nơi kinh kỳ thì bà cũng đã tự trau dồi kiến thức của mình. Lê Phương Liên đã thực sự là dụng công để làm nổi bật lên được một bà Điểm mà tôi nghĩ là tài sắc vẹn toàn, và bà xứng đáng là một trong những nữ danh nhân ở trong lịch sử của dân tộc. Bên cạnh nhân vật chính Đoàn Thị Điểm thì trong hệ thống nhân vật của nữ sĩ thời gió bụi, cá nhân bà thì có ấn tượng với nhân vật nào khác hay không thưa bà? Tôi thấy cũng nhiều nhân vật ấn tượng. Thứ nhất là cái nhân vật người chồng là tiến sĩ Nguyễn Kiều, cũng là một người mà ví dụ đặt tôi là một cái người đọc đầu tiên thì tôi rất là trân trọng cái mối tình của bà Điểm và ông Kiều, bởi vì đấy là một cái mối tình của hai vợ chồng đều là những người có học, họ luôn luôn là tương kính như tân, tức là lúc nào cũng như vợ chồng mới cưới, cử án tề mi, tức là người vợ lúc nào cũng rất là tôn trọng người chồng nhưng người chồng cũng rất là tôn trọng người vợ. Một cái nhân vật thứ hai mà chúng tôi cũng ấn tượng là nhân vật Lê Hữu Trác. Ông là một nhà y rất là nổi tiếng. Thế và ở đây cái cách lý giải của Lê Phương Liên với cái nhân vật Lê Hữu Trác này cũng rất là hay. Một nhân vật mà từ trẻ đã cảm nhận được cái phi lý của cuộc đời, những cái nỗi đau của chiến tranh. Cho nên chính vì thế thì ông cũng rời bỏ những cái vinh hoa phú quý để ông cũng trở lại với cái cuộc sống thôn dã, và cũng trở lại với một cái cuộc sống là làm thế nào để có ích nhất cho người dân thông qua cái việc mình lựa chọn làm nghề thuốc. Và một nhân vật gây chú ý thứ ba nữa là Đặng Trần Côn. Với cái cuộc dạ du đêm trăng giữa ba người, Đặng Trần Côn, Lê Hữu Trác và bà Đoàn Thị Điểm, thì đây cũng là một cái chi tiết bà Lê Phương Liên nhà văn tưởng tượng ra, nhưng thực ra thì nó cũng dựa trên một cái bài thơ có tên là Dạ Du của Đoàn Thị Điểm. Và chính cái sự tưởng tượng sáng tạo này của nhà văn kết nối giữa ba cái nhân vật thì nó thành một cái điểm sáng và điểm nhấn trong tác phẩm, làm cho người đọc có thêm thiện cảm với những danh nhân của đất Việt. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Khúc Thị Hoa Phượng. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta cùng tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Với 5 chương gồm Con nuôi quan thượng thư, Tùng tàn trúc gãy, Chỉ còn mai xanh, Duyên phận kỳ nữ, Phu nhân Nguyễn Kiều, Thi nhân trong mưa biển, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời nữ sĩ đã được điểm nhắc và qua đó làm nổi bật phẩm cách của bà. Thông qua ngòi bút miêu tả của tác giả Lê Phương Liên, mỗi độc giả sẽ tìm thấy cho mình những bài học ý nghĩa riêng. Đối với dịch giả Nguyễn Quốc Vương, sau khi đọc xong tác phẩm, đó chính là có thêm góc nhìn đa chiều, sự tiếp cận lịch sử mới mẻ. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì bởi vì tác giả cũng là người phụ nữ ấy, cho nên cái thế mạnh sẽ là việc là mô tả cái tâm lý, cái chuyển biến, những cái rung cảm tinh tế bên trong lòng người phụ nữ. Cho nên nó là một cái cách mà để giúp cho bạn đọc cũng có thể là lấy đó làm đầu mối để có thể hiểu hơn về lịch sử. Tại vì lịch sử thì nó hơi khô cứng, nó phải dựa trên tư liệu vân vân. Thế nhưng mà bằng việc kết hợp đọc cả văn chương thì nó có thể kích thích độc giả tưởng tượng và các bạn trẻ có thể quan tâm hơn đến lịch sử, đặc biệt là các nhân vật phụ nữ.
Còn với nhà văn Kiều Bích Hậu, tác phẩm không chỉ giúp chị thêm hiểu về những chiến công, những trang sử về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, mà ở đó chúng ta còn bắt gặp một góc nhìn khác về nhân vật lịch sử ấy, giúp lịch sử bỗng dưng gần gũi tới lạ. Chúng ta đều biết hình ảnh các nhân vật lịch sử, tuy nhiên còn một cái hình ảnh khác mà nó tiềm ẩn, nó giống như là cái tảng băng chìm ấy, chỉ 3 phần nổi mà 7 phần chìm. Thì hiện nay là các cây bút đã tập trung và khai thác vào cái phần chìm đó, và nó vô cùng hấp dẫn bởi vì nó là một cả một cái đời sống thực tế của các nhân vật lịch sử. Với ngòi bút văn học thì chúng ta có thể mở rộng nó ra, và cùng với cái năng lực của nhà văn sẽ cho được độc giả thấy một cái đời sống vô cùng hấp dẫn, phong phú của nhân vật lịch sử. Và với cái cách đó thì nó sẽ cuốn hút hơn, và nó sẽ khiến cho độc giả trẻ thời nay cũng cảm thấy rằng là những cái câu chuyện đấy nó chân thực, nó hấp dẫn, nó thực tế, và người ta dễ nhớ hơn so với là cái hình ảnh mà đã học ở trong trường. Cuốn tiểu thuyết nhỏ gọn gồm 5 chương, thâu tóm toàn bộ cuộc đời đầy biến động của một nhà giáo, thầy thuốc. Nữ tác giả có tư tưởng, tầm nhìn sâu rộng, đồng thời có chính kiến và tấm lòng rất mực nhân từ, Đoàn Thị Điểm. Đọc Nữ sĩ thời gió bụi, độc giả còn có thể cảm nhận được những rung động tình cảm trong cuộc đời của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Cảm nhận được sự trân trọng của người chồng đối với bà và xúc động về những bài văn khóc vợ của tiến sĩ Nguyễn Kiều. Từ đó, mỗi bạn đọc sẽ thêm hiểu về nhiều giá trị từ người xưa. Tình cảm giữa người với người, nghĩa vợ chồng tương kính như tân, cử án tể mi, đạo sống, cư xử trong cuộc đời và một lối sống vì người như nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Thưa chị, nếu như tác giả có chia sẻ đó là khi sáng tác thì cũng gặp khá nhiều khó khăn khi phải xây dựng một hệ thống nhân vật lịch sử đã có tên tuổi. Và vậy thì với nhà xuất bản phụ nữ thì sao, khi mà mình đồng hành cùng với nhà văn Lê Phương Liên thì có kỷ niệm nào đáng nhớ khi cho ra mắt cuốn sách này thưa chị? Chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Ví dụ như là ngay cả cái tên sách chúng tôi cũng tranh luận rất nhiều. Thế rồi trong quá trình mà làm cuốn sách thì chúng tôi cũng sẽ phải chỉnh sửa, rồi tác giả cũng phải viết đi viết lại nhiều lần. Chúng tôi cũng rất là thích những cái phần mà tác giả kể những cái kỷ niệm nó rất là dân dã, nó gắn với cuộc đời của Đoàn Thị Điểm ở cái giai đoạn mà bà sống ở cái vùng thôn quê. Ví dụ như là những cái chi tiết mà tác giả tả bà Điểm trả lời cái bức thư cầu hôn của ông Nguyễn Kiều chẳng hạn. Thì những cái chi tiết như thế nó rất là dịu dàng, nó rất phù hợp với nhân vật. Hoặc là những cái chi tiết tác giả tả về cái xôi lúa Phú Thượng chẳng hạn. Cái cách mà mình làm như thế nào khi người ta ngồi ăn thưởng thức với nhau ra sao trong một cái khung cảnh rất là ấm áp. Thì những cái như thế thì nó đi vào lòng người. Và đấy cũng chính là những cái chi tiết mà trong tác phẩm khiến cho độc giả cảm thấy yêu thích và gần gũi với tác phẩm. Thông qua cuốn sách Nữ sĩ thời gió bụi thì độc giả sẽ được biết thêm những khía cạnh mới mẻ gì về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, đồng thời là sẽ rút ra được cho mình những bài học lịch sử ý nghĩa gì thưa bà? Những cái điều mới mẻ về Đoàn Thị Điểm thì thực ra thì trong giai thoại cũng đã có hết rồi. Ví dụ như bà là người tinh nghịch, rồi bà là người sâu sắc, bà là người chủ động vươn lên trong cuộc sống, bà là người mạnh mẽ. Thì trong tác phẩm này thì cũng đều thể hiện được hết, ví dụ thông qua các cái giai thoại mà có thể là mọi người cứ nhắc đến Đoàn Thị Điểm thì nhớ đến những cái giai thoại đối đáp với Trạng Quỳnh hay đối đáp với xứ Trung Quốc. Thế rồi là mọi người cũng nhớ Đoàn Thị Điểm ở cái tài văn chương của bà. Nhưng ở trong đây thì tác giả cũng có một cái chi tiết sáng tạo là cũng để là nhân vật Đoàn Thị Điểm là một người giỏi võ, mặc dù trong sử thì không nhắc đến cái chi tiết này. Thì đấy chính là cái phần mềm được quyền hư cấu của tiểu thuyết và của cái thể loại tiểu thuyết giã sử. Và chính vì như thế thì nó làm đầy đặn cho nhân vật, và nhân vật cũng có thêm những cái ấn tượng. Đó là đoạn Đoàn Thị Điểm trong con mắt của nhà văn Lê Phương Liên. Nhưng đồng thời thì nếu mà chúng tôi, những lớp độc giả sau này đọc vào và với một cái cách viết thuyết phục và cái lý giải như vậy, thì chúng tôi, những thế hệ độc giả sau cũng rất có thể là tin vào là như thế. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà Khúc Thị Hoa Phượng đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống hy vọng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.